Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Trước khi chúng tôi chia sẻ lời Chúa hôm nay, vì không có cơ hội cho nên chúng tôi đã phải trễ nhiều ngày. Cảm ơn Hội Thánh của Chúa tại đây và con cái của Chúa, các đệ tử của Chúa khắp nơi trên thế giới đã có những lời nhắn tin chúc mừng sinh nhật chúng tôi, cũng như có những món quà rất là ấm lòng. Cảm ơn Chúa vì sự trân quý yêu mến của quý đệ tớ của Chúa, các con cái của Chúa, khích lệ chúng tôi rất nhiều trong ơn của Chúa. Xin Chúa ngài ban ơn lại trên quý vị một cách dồi dào luôn, bởi vì Chúa ngài yêu thương chúng ta và ngài muốn chúng ta cùng sống ở trong tình yêu thương, chăm sóc, quan tâm đến nhau trong ơn của Chúa. Xin Chúa ngài đãi công lại cho anh chị em một cách đặc biệt trong ơn của Chúa. Tôi không có đủ thời giờ để có thể trả lời từng lời nhắn tin từ trên Messenger cũng như Facebook, mà xin sử dụng thời gian này để cảm ơn tất cả. Nếu quý vị chờ không nghe mục sư Khánh đáp lời thì xin lỗi, là bởi vì trong ngày qua có rất là nhiều điều mà Chúa ngài làm việc, cũng như trong Chủ nhật vừa qua thì lễ tiếng Anh nó lấn vào trong lễ tiếng Việt của chúng ta, vì Chúa ngài vận hành một cách là lớn lao trên những người trẻ, những người đáp ứng lại với sứ điệp ở trong tuần rồi. Cảm ơn Chúa. Và tôi tin rằng Chúa ngài sẽ tiếp tục làm lớn hơn nữa trong những ngày sắp đến. Cái ơn Chúa chúng tôi chia sẻ với anh chị em sứ điệp hôm nay trong tinh thần chúng ta cầu nguyện và mong đợi sự thức tỉnh tâm linh. Thì xin Chúa ngài ban ơn để Chúa ngài sẽ đánh thức cái lòng hăng say trong đời sống của chúng ta. Vì Chúa ngài đã rao báo một cách rất là rõ ràng qua các đầy tớ của Chúa cũng như những sự việc đang diễn ra trên thế giới. Chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong những giờ phút mà Chúa ngài chuẩn bị để chẳng những nói về chuẩn bị mà ngài đã bắt đầu tuôn đổ sự thăm viếng của Chúa, thần linh của ngài một cách lớn lao trên hội thánh của Chúa, nhất là ở tại Bắc Mỹ này. Tất cả các đại học lớn đang có sự phục hưng đang diễn ra ở giữa các sinh viên. Có những trường đại học mà chúng ta đã thấy Chúa ngài bày tỏ sự hiện diện của ngài, cũng như sự khao khát của sinh viên đã được Chúa ngài đáp ứng một cách rất là tuyệt vời trong ơn của Chúa. Và chúng ta thấy có những cuộc phục hưng mà chúng ta thấy rằng hàng chục ngàn người đến để tìm kiếm sự hiện diện của Chúa và nhận được sự tươi mới trong ơn của ngài. Và Chúa ngài đang làm khắp nơi. Trong những ngày qua chúng ta thấy có những khi cuộc bắp tem nước phá kỷ lục, có lên đến hơn 6.000 người chịu bắp tem trong một ngày. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì những điều Chúa ngài làm một cách rất là lạ lùng. Và chúng ta biết rằng việc này phải xảy ra, bởi vì những người nghiên cứu về sự phục hưng thì người ta thấy rằng trước khi Đức Chúa Trời ngày trước khi thế giới này trải qua những trận chiến lớn, thì Đức Chúa Trời ngài đổ phước hạnh, sự phục hưng, sự thức tỉnh tâm linh trên hội thánh của Chúa, để hội thánh của Chúa kết quả trong việc dắt đưa nhiều người đến với Chúa. Và những người nghiên cứu về sự phục hưng thì thấy cái chu kỳ này, cũng như là nhìn thấy nước Do Thái thì luôn luôn chúng ta thấy có hiện tượng này xảy ra. Chúng ta thấy khi nào mà có mặt trăng máu, dĩ nhiên là mặt trăng không có rỉ máu nhưng mà nó đỏ như máu đó, thì nhất là nó rơi vào những ngày lễ lớn của người Do Thái thì luôn có chiến tranh xảy ra. Và năm nay thì chúng ta thấy rằng mặt trăng máu cũng đã xuất hiện và chiến tranh đã xảy ra ở tại nước Do Thái. Thì chúng ta biết rằng trong lịch sử, mỗi lần mặt trăng máu xảy ra đúng vào trong các ngày lễ thì có chiến tranh, có những cái biến chuyển lớn ở trên đất nước của người Do Thái. Thì trước đó Đức Chúa Trời ngài luôn làm một công việc là đổ một sự phục hưng lớn ở nhiều nơi trên thế giới. Trước Thế chiến thứ hai, trước nội chiến của nước Mỹ thì có một sự phục hưng xảy ra. Lý do là bởi vì Đức Chúa Trời muốn mọi người có cơ hội ăn năn để được cứu. Và biết rằng trong chiến tranh sẽ có nhiều người lính chết. Cho nên sự phục hưng diễn ra trước đó và hàng trăm ngàn người trẻ được cứu, được chuyển vào vương quốc của Chúa. Và sau đó họ tham chiến thì nhiều người đã qua đời.
Điều mà chúng ta thấy rằng tuyệt vời đó là tương lai đời đời của họ đã định, họ chết rồi được trực tiếp đi vào thiên đàng. Đó là điều mà Chúa Ngài làm để có một cái sự cân bằng giữa những điều ác cũng như ân điển của Ngài được bày tỏ ra. Vì nơi nào tội lỗi càng nhiều thì ân điển càng cao. Khi chúng ta thấy chiến tranh xảy ra và những điều đang diễn ra hiện tại ở tại Trung Đông, ở tại nước Do Thái, thì báo cho chúng ta biết có thể còn những cái biến chuyển lớn hơn nữa. Sẽ có một sự hiệp lại của khối Ả Rập lên đến 10 quốc gia để tấn công Do Thái. Lúc bây giờ thì sẽ là một cái trận chiến rất là lớn lao. Mà chúng ta nghe lời tiên tri rằng người Do Thái từ phía Bắc sẽ trở về, và họ đã trở về thành lập quốc gia của họ. Nhưng mà lời tiên tri kế tiếp nữa là từ phương Tây họ sẽ trở về. Và phương Tây của Do Thái tức là các nước Âu Châu và nước Mỹ này. Thì có một cái sự trở về của người Do Thái. Mà chúng ta thấy trong trận chiến vừa qua, nhiều người Do Thái đã lên máy bay trở về quê hương của họ để gia nhập vào trong quân đội để chiến đấu. Và trong những ngày sắp đến sẽ có đông đảo hơn nữa. Bởi vì có một cái dấu báo là người Do Thái họ sẽ cảm thấy không được an ninh nữa. Nhất là tại Hoa Kỳ này. Đầu tiên chúng ta thấy những cái video clip là những người Do Thái bị chặn đánh bởi những người Palestine. Và những người Hoa Kỳ yểm trợ người Palestine. Thì dần dần chúng ta sẽ thấy rằng việc này nó sẽ xảy ra lớn hơn nữa. Cái phong trào bài Do Thái. Thì ngày xưa chúng ta thấy rằng ở tại Âu Châu bởi Đức Quốc xã, bởi Hitler. Nhưng mà lần này thì có thể sẽ xảy ra tại Hoa Kỳ này. Vì những người Palestine đã đi vào trong đất nước này qua cái cổng mở toang của ranh giới phía nam của nước Mỹ. Người ta phỏng đoán là có thể lên đến 1.7 triệu người đã trốn qua xứ Mỹ này. Và họ sẽ có những cuộc biểu tình xuống đường như chúng ta đã thấy trong những ngày qua và sẽ lớn hơn nữa. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời Ngài đổ sự phục hưng của Ngài để chuẩn bị. Nhiều người thanh niên Do Thái đã trở lại với Chúa. Nhiều người thanh niên Hoa Kỳ cũng đã trở lại với Chúa. Thì nếu trận chiến lớn xảy ra và Mỹ can thiệp vào hay là dự phần vào trong trận chiến này, thì sẽ có rất là nhiều người chết. Đức Chúa Trời Ngài không muốn người ta chết mà chưa có cơ hội ăn năn để được cứu. Cho nên sự phục hưng phải xảy ra, cơn thức tỉnh tâm linh phải xảy ra để nhiều người có cơ hội được cứu. Thưa chị em, chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trong một cái vị trí mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đã cho chúng ta có một chỗ. Ngày lễ ngũ tuần vừa qua, có lời tiên tri rằng Chúa Ngài sẽ sớm đến trên thành phố Houston này. Và Ngài đến qua người Việt Nam của chúng ta. Đây là một đặc ân. Amen anh chị em. Nên chúng ta có thể thấy như thế này. Bên một cánh thì công việc của Đức Chúa Trời sẽ mạnh mẽ, sự thức tỉnh tâm linh xảy ra, vô số người sẽ được cứu. Bên kia của cán cân thì chúng ta thấy rằng việc ác nó cứ xảy ra và nhiều người sẽ mất mạng. Và vấn đề của chúng ta thấy là Đức Chúa Trời mình muốn đem cái sự cân bằng này đó, là Ngài muốn những người mà sẽ chết, trước nhất họ phải được cứu trước. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì chúng ta đang ở trên thềm của sự phục hưng lớn lao mà lời của Chúa đã hứa cho. Cảm ơn Chúa. Tiên tri Joel đã báo trước rằng sau những ngày đó, những ngày mà người Do Thái họ trở về và Chúa Ngài phục hồi họ, sau những năm mà cào cào sâu lột vỏ ăn phá hại và Chúa Ngài phục hồi họ, nói đến cái sự trở lại của người Do Thái và họ thành lập quốc gia của họ, thì sau đó Chúa Ngài sẽ đổ thần của Ngài trên mọi loài xác thịt, trên tôi trai tớ gái của Chúa. Và anh chị em, đây là giờ phút hết sức là phước hạnh mà chúng ta được sống ở trên quả địa cầu này. Chúa ban phước trên chúng ta và Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa, ở trong quyền năng của Ngài. Chúa đổ sự hiện diện của Ngài, sự phục hưng lên để chúng ta được Chúa Ngài sử dụng chúng ta một cách kết quả để chúng ta ra đi và dắt đưa nhiều người trở lại cùng Chúa, nhất là thế hệ trẻ.
Là anh chị em, thế hệ của con em của chúng ta, hiện tại con cháu của chúng ta, là một thế hệ mà có một cái lời tiên tri rất lớn ở trên các em. Đó là con trai, con gái của chúng ta, những cái thế hệ mà Chúa đã đổ thần của Ngài một cách mạnh mẽ đó, thì chúng sẽ đứng lên và nói tiên tri. Nên tôi đã cầu nguyện rất là nhiều và tôi nhắc lại, có những cha mẹ trong hội thánh, trong ngày lễ dân con, cũng như trong việc tôi gặp gỡ, tôi đã từng cầu nguyện cho các anh chị. Đó là chúng ta sẽ nuôi dưỡng những tiên tri ở trong nhà của chúng ta. Là thế hệ của con em của chúng ta đang chuẩn bị để được Chúa Ngài sử dụng và chúng nó sẽ đứng lên nói tiên tri. Cũng cảm ơn Chúa vì Ngài đang chuẩn bị để đổ thần của Ngài trên tôi trai, tớ gái của Chúa. Để chúng ta có thể thấy một điều hết sức là rõ ràng ở tại đây. Trong khi những giáo hội, những hệ phái truyền thống, thì họ chống cái vấn đề đó là phong chức cho những người nữ. Bởi vì đối với họ, Đức Chúa Trời chỉ dựng người nữ lên để đi nhà thờ và ngồi nghe những người đàn ông giảng thôi. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rằng ý định của Ngài đó là Ngài sẽ sử dụng cả tớ trai, tớ gái của Chúa. Cho nên các chị em là những người phụ nữ, các chị có phần ở trong công việc của Chúa. Amen. Và Chúa thì đang dấy lên một cái đội ngũ của những ECT cho thời điểm này, là những người sẽ sử dụng cái chức năng và cái cách mà Đức Chúa Trời đã dựng nên các chị em một cách tuyệt vời. Bao nhiêu chị em có khả năng để có thể nhận một cái trách nhiệm và các chị em có thể ấp ủ cho đến chừng việc đó sanh nở ra. Có lời của Chúa Ngài cho biết các em trong ban âm thanh có thể cho mục sư một cái microphone khác để tắt cái microphone này, dĩ nhiên nó có vấn đề. Một sự tiên tri và bày tỏ ra là cái linh đang làm việc ở trong những người khủng bố Hamas. Là cái linh đã từng làm việc ở trong Haman, là người đã dựng nên những trụ hình để treo cổ người Do Thái trong thời của hoàng hậu Esther. Và Đức Chúa Trời Ngài đang chuẩn bị để dấy lên những con người, những người nữ sẽ đứng ở trong sự sức giàu của Esther và sẽ thay đổi, khiến cho gậy ông đập vào trong lưng ông. Những trụ hình đã được dựng nên để treo cổ người Do Thái kể sẽ là những trụ hình để những người này sẽ bị treo cổ ở trên cái trụ hình mà mình đang lên để hại người khác. Xin Chúa Ngài ban ơn để chúng ta sẽ thấy được phước hạnh mà Chúa Ngài làm. Tôi tin rằng những điều này Chúa Ngài bảo tôi, nhắc nhở tôi để chia sẻ với tất cả quý mến chị em, cả nam lẫn nữ. Chúa có chương trình cho đời sống của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta gột rửa khỏi tâm trí của chúng ta cái việc mà chúng ta bị dạy sai trong các hội thánh truyền thống. Đó là phụ nữ không được quyền hầu vị Chúa. Đó không phải kế hoạch của Đức Chúa Trời. Chúa sẽ kêu gọi và Chúa Ngài sẽ dấy lên nhiều người phụ nữ để đứng lên để hầu vị Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu Ngài đến, Ngài đã phóng thích người phụ nữ khỏi cái địa vị, cái vị trí là hàng thứ yếu trong số của những người dân trong xứ. Ngài đã cho những người phụ nữ có những cái vị trí rất đặc biệt ở trong chương trình của Đức Chúa Trời. Những người đàn ông, Chúa Ngài cũng có chương trình cho các anh em. Chúa muốn sử dụng chúng ta trong những ngày này. Và Chúa Ngài cũng muốn sử dụng con cháu của chúng ta. Nên xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta biết được mục đích của Chúa cho đời sống của chúng ta. Và hôm nay sứ điệp này tôi muốn chia sẻ để khích lệ chị em làm thế nào để chúng ta có thể làm trọn mục đích mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Khi Chúa Ngài ban chúng ta những khả năng, ban cho chúng ta những ân tứ. Ở trong Roma chương 12 câu 6 cho đến câu số 11 lời của Chúa chép: vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri, hãy tập nói theo lượng đức tin. Đây là chỗ mà nhiều người họ bị mắc kẹt. Anh nói, tiên tri thì phải nói đúng luôn luôn. Nhưng mà
Ơn tiên tri trong Tân Ước đây cho chúng ta thấy rằng ai được ban cho nói tiên tri hãy tập nói. Tập là sao? Tức là mình phải thực tập, mình phải học để nói tiên tri. Điều này có nghĩa là sẽ có những người bắt đầu bước đi trong cái ơn tiên tri này đó. Họ có thể họ có những điều sai lệch về thời điểm chăng? Vì những cái việc mà họ nghe. Nhưng mà lời của Chúa bảo ở tại đây đó là hãy tập nói theo lượng đức tin của mình. Cảm ơn Chúa. Ai được gọi đến làm chức vụ, hãy buộc mình vào chức vụ. Ai dạy dỗ, hãy chăm mà dạy dỗ. Ai gánh việc khuyên bảo, hãy khuyên bảo. Ai bố thí, hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí. Ai cai trị, hãy siêng năng mà cai trị. Ai làm sự thương xót, hãy lấy lòng vui mà làm. Câu số 9, lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em. Hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Và câu 11, hãy siêng năng mà chớ làm biếng. Phải có lòng sốt sắng, phải hầu vị Chúa. Tất cả những điều này cho chúng ta thấy một cái lẽ thật rất là quan trọng ở tại đây. Đó là nếu thiếu cái lòng nhiệt thành, nếu thiếu ơn của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy rằng các cái mục đích của Chúa cũng như các ân tứ mà Chúa dành cho đời sống của chúng ta đó, nó sẽ không có hiệu quả. Hay là nó nằm im một chỗ. Bởi vì chúng ta mất lửa thì chúng ta không làm gì được hết. Có lý do tại sao chúng ta phải có lòng sốt sắng. Amen anh chị em. Bởi vì ơn mà chúng ta không có cái lòng sốt sắng đó, thì chúng ta sẽ làm cho hết chuyện. Chúng ta làm cho qua chuyện. Thay vì chúng ta làm đem lại kết quả và hiệu quả. Cho nên chúng ta thấy rằng phải có lòng sốt sắng. Anh chị em, khi chúng ta ở đây đây câu số 10, hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu thương nhau như anh em. Không có lửa của Chúa chúng ta không làm được điều đó. Yêu thương mà yêu thương mềm mại nha. Mà yêu thương như là anh em. Cảm ơn Chúa. Nếu không có ơn của Chúa và lòng sốt sắng chúng ta không làm được. Rồi phải lấy lẽ kính mà nhường nhau. Ở trong cái xã hội, trong cái văn hóa mà chúng ta đã từng lớn lên, thì chúng ta thấy rằng cá lớn ăn cá bé, chìm xuồng thì mạnh ai nấy lội. Chứ không có vấn đề là quan tâm cho nhau. Người ta có thể gạt nhau để làm giàu, bất chấp mọi thủ đoạn để người ta cướp lấy của người khác. Họ còn hãnh diện để mà khen con của họ là không ngờ nó thông minh đến như vậy, nó biết cái cách để nó ăn cắp ăn trộm như vậy. Để làm sao chúng ta có thể bước vào trong các ơn của Chúa nếu chúng ta không có lửa của Chúa, không có sự hiện diện của Ngài. Cho nên chúng ta cần đánh thức cái lòng hăng say ở trong chúng ta. Hăng say là điều cần có. Cái nhiệt thành cần phải có. Mục đích thì nó có liên quan đến cái khối óc của chúng ta. Khi chúng ta có cái nhìn đúng đắn về lý do tại sao chúng ta có mặt ở trên trần gian này và hiểu biết sự kêu gọi của Chúa cho đời sống của chúng ta, đó là mục đích. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ngài cho để nhiều người trong chúng ta sẽ khám phá ra mục đích của mình. Bằng không cuộc đời của chúng ta kể như bỏ. Nếu chúng ta sống mà không có mục đích thì cũng giống như là chúng ta đi bộ, đi chơi, đi dạo, cưỡi ngựa xem hoa thôi. Phải có mục đích. Đó là lý do tại sao chúng tôi lấy hết tâm huyết giúp đỡ, kêu gọi như là năn nỉ đó. Tất cả con cái của Chúa trong hội thánh tại đây, chúng ta sẽ phá một cái kỷ lục mà nó đã diễn ra ở trong hội thánh của Chúa nhiều nơi trên thế giới. Đến 87% con cái của Chúa tin Chúa xong đi vào trong nhà thờ, ngồi đó suốt cuộc đời của mình mà không bao giờ dự phần hầu vị Chúa được, bởi vì không biết mục đích của mình. Trong khi Chúa ngài dựng nên mỗi một chúng ta, ngài có một mục đích cho chúng ta. Chúa dựng nên chúng ta để chúng ta sẽ giải quyết một nhu cầu nào đó, đáp ứng một nhu cầu nào đó của nhân loại. Người có khả năng sửa xe, phục vụ, đáp ứng nhu cầu của những chiếc xe, của những người chủ có xe bị hư. Người có khả năng nấu nướng, mở nhà hàng để đáp ứng cái nhu cầu là gia đình người ta cần có được một cái chỗ để có thể ngồi xuống ăn khi họ không có thời giờ và khả năng để có thể nấu những bữa ăn đó. Người luật sư được có sanh ra trong cuộc đời này là để đáp ứng nhu cầu về luật pháp, để giúp đỡ cho những người cần sự binh vực của luật pháp.
Mỗi người trong chúng ta được dựng nên có một mục đích. Và một khi chúng ta hiểu được mục đích tại sao chúng ta hiện hữu trên trần gian này, cuộc đời của chúng ta nó ý nghĩa lắm. Chúng ta sẽ không buộc miệng nói những cái câu như là: ôi phải về sớm để chuẩn bị ngày mai đi cài. Đức Chúa Trời không dựng nên chúng ta là con trâu, con bò để đi cài. Khi chúng ta hiểu được mục đích của mình, cho nên xin anh chị em là con cái của Chúa nghe chúng tôi giảng tại đây, đừng bao giờ sử dụng cái lời đó xúc phạm Chúa. Chúa dựng nên chúng ta theo ảnh tượng của Ngài, giống như Ngài. Ngài có mục đích cho đời sống với chúng ta. Đừng lùi vào trong cái chỗ cho mình là con trâu, con bò đi kéo cài mà thôi. Đó là tiếng nói của những người chống Đức Chúa Trời. Mà là con cái của Chúa, chúng ta nhận biết rằng Chúa dựng nên chúng ta. Luôn cả anh chị em, tôi nói cái điều này và đã khích lệ cho nhiều người ở trong những ngày tháng qua. Và những ai mới đến và nghe lần đầu tiên, hãy nhận sự giúp đỡ và khích lệ tại đây. Luôn cả việc các chị em làm cái nghề mình rũa móng tay, mình sơn móng tay cho người khác. Mình sẽ kể đó là cái chuyện rất là nhục, nhất là mình phải làm móng chân. Nhưng mà khi chúng ta hiểu mục đích Đức Chúa Trời Ngài dựng nên chúng ta để đáp ứng được nhu cầu, tại sao người ta không cúi xuống được để cắt cái móng chân của họ? Vì lý do sức khỏe. Và khi các chị em có thể làm việc để giúp đỡ cho họ được, đó là một vụ của chúng ta. Chúng ta làm đẹp bên ngoài và làm đẹp bên trong nữa khi chúng ta cầu nguyện cho họ. Hãy xem cái chỗ mà mình làm việc ở trong cái tiệm làm móng tay móng chân đó là một cái diễn đàn, là bục giảng của các chị em. Thì anh em sẽ không có tủi thân: tôi xin phép phải đi về sớm để ngày mai đi cài. Nhưng mà tôi chuẩn bị để ngày mai tôi bước vào tại đó đầy lửa của Chúa, đầy quyền năng của Ngài, và tôi sẽ phục vụ họ, và họ sẽ được chữa lành, họ sẽ được khích lệ, họ sẽ được giúp đỡ khi tôi tiếp xúc với họ. Amen. Điều đó đòi hỏi lửa, phải không chị em? Amen. Và tất cả mọi công tác khác trong đời sống, khi chúng ta biết lý do tại sao chúng ta sinh ra làm người và chúng ta sống ở trên quả địa cầu trong thời điểm này, chúng ta sẽ thấy đời sống của chúng ta đầy ý nghĩa. Đối với cá nhân của tôi, cái ngày nó thay đổi cuộc đời của tôi. Trước đó thì tôi có cái mặc cảm mình là thuyền nhân, mình là người đi tị nạn, mình là người tiếng Anh tiếng U cũng không có giỏi, và có nhiều cái giới hạn tôi đặt cho chính mình. Rồi mình hướng dẫn một hội thánh mà là người Việt Nam, thì cái tài chánh đó, mức độ về tài chánh của người Việt Nam của chúng ta nó yếu lắm so với lại các nhóm dân khác ở trên nước Hoa Kỳ này. Có những công tác lớn mình làm không được, tại vì mình là hội thánh Việt Nam. Cho đến một ngày tôi gặp một người của Đức Chúa Trời trong một cái hội đồng, một cái cuộc huấn luyện mà ông từ Argentina ông đến Houston này để ông huấn luyện. Cái chương trình huấn luyện của ông là để không một người nào chết mất, so none should perish. Và nghỉ giờ ăn trưa, ông đứng bên kia bàn, tôi đứng bên này xếp hàng đi lấy thức ăn. Ông nhìn và ông nói qua bàn bên kia và ông nói rằng: Khánh Huỳnh, phải không? Tại vì người Mỹ họ gọi ngược là như vậy đó, Huỳnh Quốc Khánh, nhưng mà người Mỹ thì chỉ có Khánh Huỳnh thôi. Tên trước họ sao? Tại vì họ chúng ta họ gọi là last name. Cái tên ở phía sau: Khánh Huỳnh, phải không? Anh là người Việt Nam, phải không? Rồi ông nói với tôi: Đức Chúa Trời sẽ sử dụng anh để đem lại sự phục hưng trên đất nước này. Tôi nghe thôi, ông nói chuyện với người nào vậy? Ông biết là tôi có cái thắc mắc ở trong đầu, cho nên ông liền nói tiếp: ông hãy trở về xem ở trong Kinh Thánh, tất cả những sự vận hành lớn lao của Đức Chúa Trời thay đổi lịch sử, Ngài luôn luôn dùng những con người di dân. Môi-se, Đa-ni-ên, Giô-sép và nhiều nhiều con người khác nữa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em nghe, và tôi biết lời của Chúa, cho nên ông nói cái điều đó là liền ở trong óc của tôi tìm lật những trang Kinh Thánh ở trong trí nhớ của tôi. Ô, cảm ơn Chúa, những con người di dân được Đức Chúa Trời Ngài sử dụng. Cảm ơn Chúa. Rồi để khích lệ tôi, ông nói rằng cái thái độ của anh sẽ quyết định chiều cao mà anh có thể bay cao. Your attitude will determine your altitude. Nếu cái lối suy nghĩ của tôi chỉ là những con gà thì tôi chỉ có thể bay được giống như gà thôi.
có cánh đó, có lông vũ đó, nhưng mà nó bị mất đi cái chức năng để có thể bay được rồi, bởi vì con gà nó đã được nuôi theo cái cách là chỉ đi bộ mổ tìm những con sâu ở trên đất mà thôi. Như thái độ của tôi là thái độ của một chim phượng hoàng thì tôi sẽ bay cao. Mà bão tố càng lớn chừng nào thì chim phượng hoàng càng có thể lượn bay cao chừng đó. Amen không chị? Cái nhìn về chính mình và ơn của Chúa sẽ quyết định chiều cao của chúng ta. Cho nên đối với nhiều người, nhiều mục sư Việt Nam, khi tôi chia sẻ, chia hỏi cái tin vui là Chúa ngài sẽ đến trên thành phố Houston này, Houston sẽ kinh nghiệm sự phục hưng và Chúa ngài chọn ngài đến qua người Việt Nam của chúng ta, không ông nào chớp mắt hay là ngạc nhiên. Ô, vậy sao một chút á? Họ yên lặng như tờ. Tôi tin rằng trong lòng của họ cũng giống như tôi trước đây. Việt Nam, Việt Nam chúng ta chỉ biết nổi tiếng là đi đâu cũng đi trễ. Người ta nói rằng hai người Do Thái họ đứng chung với nhau, họ mở một công ty. Người Trung Hoa họ hợp lại với nhau, ban hội của họ, họ mở nhà hàng. Người Việt Nam chúng ta hợp lại với nhau cãi lộn. Thì ai, không ai thua người khác hết. Và chúng ta mang một cái, những cái hành trang gọi là của văn hóa, của đời sống của chúng ta như vậy. Cho nên không ai dám tin là Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta để làm việc lớn. Đúng, nhưng mà sẽ sai trật vô cùng khi Đức Chúa Trời ngài thăm viếng, ngài ban phước, ngài đổ lửa của ngài xuống, thì Việt Nam của chúng ta sẽ thành công và sẽ được Chúa ngài sử dụng. Và nếu con lừa mà Chúa còn mở miệng nó ra để nó nói cho tiên tri đang đi lạc đường, thì ai Chúa cũng có thể sử dụng được. Rồi để chúng ta có thể kinh nghiệm được Chúa ngài sử dụng chúng ta, phải có lòng hăng say nhiệt thành. Lòng hăng say nói đến cái trái tim của chúng ta, là ngọn lửa bên trong mang lại sự thúc đẩy chúng ta và thêm năng lực để chúng ta có thể hoàn thành mục đích và thánh ý của Chúa cho đời sống của chúng ta. Đáng tiếc là cũng có những con người mất lửa. Như chúng ta đã từng học, Môi-se, sách Công vụ sứ đồ cho chúng ta biết ông là một cái người có tài ăn nói. Học sự khôn ngoan của văn hóa của nước Ai Cập. Nhưng mà cái ngày mà Chúa gặp ông đó, thì ông khước từ, anh chị em còn nhớ điều gì không? Ông rằng con không phải là người nói giỏi. Tại sao từ một cái người có tài ăn nói trở nên một người không còn có thể nói được? Bởi mất lửa. Mất lửa của sự nhiệt thành, bởi vì ông đã kinh nghiệm một cái điều trong đời sống của ông và ma quỷ đã nhồi nhét ở trong tư tưởng của ông. Như nhiều người trong chúng ta, thất bại một lần không phải là kẻ thất bại, mà chỉ là một kinh nghiệm. Nếu chúng ta biết sử dụng của nó, thì thế nhân còn có một cái câu: thất bại là mẹ của thành công. Phải không anh chị em? Người sáng chế ra bóng đèn, anh chị em biết ông thành công lần thứ mấy không? Lần thứ bao nhiêu? 1001. Khi người ta hỏi về chương, sao ông vẫn có thể tiếp tục tiến lên khi ông thất bại nhiều lần như vậy? Ông nói không, không phải thất bại. Tôi học được 1000 cách để tôi tránh không làm cái công việc để tôi có thể phát minh được bóng đèn. Một thái độ rất là tốt, cộng với lửa của lòng nhiệt thành, mà chúng ta ngày hôm nay vẫn còn hưởng cái công việc mà ông đã được sanh ra để thực hiện. Cảm ơn Chúa. Còn có bao nhiêu phát minh đang còn ở trong lòng của chúng ta, bao nhiêu tiềm năng vẫn còn ở trong chúng ta, bởi vì chúng ta không có lửa. Trong thế giới của chúng ta đang sống ngày hôm nay, thì lòng nhiệt thành hăng say thường là chìa khóa mang lại sự thành công và ảnh hưởng. Lòng nhiệt thành. Cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời là căn nguồn của lòng nhiệt thành thuộc linh của chúng ta. Ngài có quyền để có thể đổ lửa của Ngài xuống để chúng ta có lòng nhiệt
ở trong đời sống của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Lửa bên trong quyết định mọi điều bên ngoài. Khi chúng ta gặp một người mà chúng ta thấy lạnh như tiền, tôi cam đoan với anh chị em, trong cái trái tim của người đó lửa nó tắt lâu rồi. Có thể trước đó là rất là nhiệt thành ở trong vấn đề bày tỏ tình yêu thương, nhưng mà học nhiều cái kinh nghiệm xấu rồi đi đến cái quyết định, đi đến một cái triết lý sống mà người ta đã từng nói: cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán. Mình cứu con vật, thà là mình cứu con chó còn hơn nó biết ơn. Còn giúp người riết rồi bây giờ là họ còn đá ngược lại mình hay là còn hại ngược mình. Cho nên quyết định là đứng ở trước một nhu cầu của một người lạnh như tiền là tốt nhất. Và đó là năng đề. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta sẽ thay đổi, để chúng ta hiểu được cái lòng nhiệt thành và kiên trì khiến một người trung bình trở nên vĩ đại. Lạnh lùng và thờ ơ khiến một người có tiềm năng trở nên vĩ đại, trở nên một con người tầm thường. Có ai cần nghe lần thứ nhì không? Lòng nhiệt thành và kiên trì khiến một người trung bình trở nên vĩ đại. Nhưng mà lạnh lùng và thờ ơ sẽ khiến một người có tiềm năng trở nên vĩ đại, làm một con người tầm thường. Phải không anh em? Lời của Chúa nói rằng ngủ một chút, chọc mắt một chút thì sự nghèo khó sẽ đến với ngươi. Lười biếng thì làm sao? Mà lười biếng là bởi vì không có lửa, không có sự nhiệt thành. Cho nên nhu cầu chúng ta cần được Chúa ngày đốt cháy lại lòng hăng say trong đời sống của chúng ta là nhu cầu sức cần cho ngày hôm nay. Đứng trước những gì Chúa ngày toan định làm, anh chị em chúng ta cần phải có lửa của Chúa. Đứng trước những phước hạnh mà Chúa ngày định sử dụng chúng ta, ân tứ khả năng trong cuộc đời của chúng ta, không có lửa chúng ta không làm gì được hết. Làm sao để chúng ta có thể nhận được lửa của Chúa? Có một số điều chúng ta cần phải làm. Trước nhất, chúng ta cần nhận diện những điều giết chết lòng hăng say của chúng ta. Hăng say không phải là điều không di động hay là không thay đổi. Lửa thì một là cháy lan, hai là tàn lụng. Lửa đem lại nhiệt, mà cháy một cách chân thành, nhiệt thành, lòng hăng say của chúng ta nó đến từ lửa. Và lửa cũng có chiều hướng, nếu không được chăm nom chăm sóc nó sẽ tàn lụng. Lửa tắt vì thiếu củi. Châm ngôn nói với chúng ta như vậy. Lòng hăng say cũng vậy. Chúng ta cần chăm sóc. Chúng ta cần phải thổi nó lên. Cần phải thêm nhiên liệu vào. Có những điều có thể dập tắt lòng hăng say của chúng ta mà chúng ta cần phải nhận định nó. Thứ nhất, đây là điều thường thấy, đó là cái tính tự mãn. Cái ngày mà tôi hiểu được cái quy luật này là cái ngày buồn, rất buồn. Cộng đồng Việt Nam như chúng ta khi mới đến Mỹ, rồi đi tham dự các cái ngày lễ ra trường trung học, thì học sinh Việt Nam của chúng ta luôn luôn là đậu thủ khoa. Ra trường là 5 người điểm cao nhất ở trong trường đó. Nếu tệ nhất cũng là top 10. Và thế hệ đó toán giỏi lắm. Cho nên khi mà mới đến Mỹ tới đây đó, người Việt Nam của chúng ta, những thanh niên Việt Nam của chúng ta nhìn cái máy tính mà để tính số, cái calculator đó, mình hỏi tại sao phải cần cái đó? Thì tất cả nó nằm trên này nè. Từ nhỏ chúng ta đã được dạy cái củ chương, chúng ta còn nhớ không? Cửu là 9 đó. 9, 19, 9, 2, 18, 9, 3, 2, 7, mà chúng ta học thuộc. Cho nên khi mà một cái đề của bài toán được đưa ra thì không cần cái máy tính, chúng ta chỉ đi 4-5 bước là chúng ta có thể tính được toán nhân mà từ 3 cho đến 4 số là chuyện dễ thôi. Nhưng mà rồi cái tự mãn nó xảy ra, cái thế hệ kế tiếp bắt đầu nói rằng tại sao mình phải nhớ củ chương chi cho nó nhức đầu vậy. Mình kêu cha mẹ sắm cho mình cái máy tính, cái calculator là chắc nắm rồi, tính không bao giờ trật được. Và tất cả đều lệ thuộc vào nó. Thì cái thế hệ mà trẻ hơn đó, khi chúng tôi đi dự những cái buổi lễ ra trường thì bây giờ không còn là người Việt Nam đứng hàng đầu nữa, mà người Ấn Độ.
Bây giờ chúng ta đi các lễ ra trường của các trường trung học ở tại thành phố Houston và vùng phụ cận, chúng ta sẽ thấy rằng học sinh Việt Nam của chúng ta không còn ở trong top 10 nữa. Vì các em đã lớn lên ở trong một môi trường quá đầy đủ và đi đến chỗ tự mãn. Còn mỗi ngày mà tôi buồn, mà tôi muốn khóc được, tức. Đi ra siêu thị, mua một cái mớ thức ăn, tính tiền xong, thì tôi đưa tiền cho cái em này là người Việt Nam. Đáng lý nó thối lại cho tôi 95 xu. Tôi móc thêm 5 xu tôi đưa cho nó và nói rằng trả lại cho chú đủ 1 đồng. Đứng gãi đầu. Nói sao? Tôi nói thối lại 95 xu nó nhiều tiền cắt lắm, nó nặng túi. Mà tôi có 5 xu này tôi đưa cho em, em đưa lại cho tôi một tờ giấy 1 đồng được không? Nó gãi đầu bên đây. Bên kia nó gãi xong rồi vẫn không ra, nó gãi tiếp ở bên này. Và anh chị em, trước đó đó thì người của các xứ khác nó đã làm công việc đó, nhưng mà thanh niên Việt Nam của chúng ta thì tính rất là nhanh, cái chuyện đó dễ dàng thôi. Nhưng bây giờ cái ngày đó tôi đứng mà tôi tức quá, tôi mới, con có phải là Việt Nam mà muốn làm đâu, mình không có là con của người khác được. 95 xu người ta cho thêm mình 5 xu nữa để người ta nhận lại 1 đồng chẳng, mà nó cũng tính không ra. Tại bài toán cộng bây giờ không còn cộng ở trong đầu nữa, mà nó phải có cái máy tính. Mà bây giờ cái máy tính mà nó đã tính ra cái tổng số tiền của số thức ăn mà tôi mua rồi, bây giờ không có cái máy riêng. Bây giờ trong kia nó nói là thối lại chỉ có 95 xu thôi. Thế giờ mình phải theo 95 xu thôi. Bây giờ ông đưa thêm 5 xu, mình không biết tính sao nó ra thành 1 đồng được, tại mình không biết cộng nữa. Anh chị em, trong đời sống thuộc linh của chúng ta cũng giống như vậy. Khi chúng ta gặp cái tính tự mãn, chúng ta sẽ chết. Để chúng ta giao cái quyền đó, chỉ phải nhọc nhằn, phải cầu nguyện, phải xin ơn của Chúa, phải học Kinh Thánh. Chờ đến ngày Chủ Nhật đến, ông mục sư Khánh ông làm cho một bài giảng, ăn xong to ngon quá bài giảng, hôm nay được ơn lắm nghe mục sư, rồi chào đi về. Nằm riết rồi đi nhà thờ cũng không cầm Kinh Thánh theo nữa. Họ có Kinh Thánh không? Có chứ mục sư. Điện thoại bây giờ là Kinh Thánh đầy ở trong điện thoại. Khi hỏi về lời của Chúa, cầm cái điện thoại lên quẹt 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 rung ra. Tại nó không có cái giữ chỗ Kinh Thánh của chúng ta. Chúng ta còn sơn màu, chúng ta còn gạch dưới, chúng ta còn nhớ nó nằm ở cái khoảng nào của cái trang Kinh Thánh, bởi vì mình đọc riết mình quen. Và ở trên màn hình của điện thoại cứ quẹt hoài, không thấy chỗ nào nó dừng lại hết. Tự mãn, nó mắc lừa. Nghịch cảnh là một điều khác. Chúng ta đang đi với Chúa một cách tốt đẹp, thình lình đi khám sức khỏe, bác sĩ cho biết có bệnh. Đời sống đang tốt đẹp, đang diễn ra một cách tốt đẹp, rồi có một cái hung tin nó đến, rồi có một cái sự khó khăn nó xảy ra, nó đi đến cái chỗ những cái khó khăn đó, chúng ta cho phép nó nhận chìm chúng ta. Vợ đẻ, con đau, nhà hết gạo, thôi chết rồi. Trong khi đó tất cả những điều đó là những là phước hạnh, và nó tự nhiên nó sẽ đến. Đúng, khi vợ mình sinh thêm một đứa con thì có những cái chi phí. Con cái tuổi trẻ của nó chơi với những bạn khác ở trong nhà giữ trẻ vân vân, nó sẽ dễ lây bệnh. Khi chúng ta hiểu được cái điều đó mà trong chúng ta vẫn còn trái hùng hụt của bầu nhiệt huyết đó, chúng ta thấy chuyện này là chuyện tự nhiên. Nhưng mà vì xa Chúa, vì chúng ta không còn gần gũi với Chúa nữa, cho nên nghịch cảnh nó trở nên vấn đề. Chúng ta ngồi đó bắt đầu chúng ta than phần trách phần. Sao con bạc phước quá? Sao mà những người khác, anh chị khác trong hội thánh thì phước đổ rần rần, còn con thấy sao không có gì hết á? Rồi tuổi thân, rồi nói Chúa không thương con, vân vân. Và chúng ta thấy lửa nó đã ngưng cháy rồi, bây giờ nó lạnh, nó càng lạnh hơn nữa. Vì chúng ta có kẻ thù chung, không bao giờ muốn chúng ta cháy hừng hực cho Chúa. Ma quỷ muốn phá đời sống của chúng ta, và muốn đập dẹp ảnh tượng của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta.
Nó muốn làm cho chúng ta mòn mỏi. Cho nên những khó khăn đến. Nhưng anh chị em, khi chúng ta biết cách để chúng ta đối diện với sự khó khăn, nhất là chúng ta có lửa của Chúa đó, thì khó khăn nó trui luyện chúng ta trở nên những người rắn chắc hơn, mạnh mẽ hơn trong ơn của Chúa. Amen. Như tôi nói một lần, thất bại không phải là một cái người thất bại. Chúng ta gặp khó khăn ngày hôm nay, rồi sẽ có sự can thiệp của Chúa khi chúng ta có đức tin. Và chúng ta chỉ có đức tin khi chúng ta đọc lời của Chúa, chúng ta gần gũi Chúa trong sự tương giao, trong sự cầu nguyện. Mất cái này thì nó sẽ ảnh hưởng đến điều khác, mà nó bắt đầu nó vào trong cái hội chứng, hay là cái chiều hướng mà người Mỹ họ dùng gọi là domino effect. Chúng ta biết mấy cái thẻ domino, người ta sắp nó lên để làm một cái biểu diễn cho chúng ta. Sắp nó đứng gần với nhau, khi một cái ngã nó đè lên cái khác, thì chúng ta thấy rằng cái hiệu ứng đó nó liên quan, nó ảnh hưởng di chuyển. Người mất lửa sẽ gặp rất là nhiều sự khó khăn trong đời sống của mình, thì chúng ta cần lửa của Chúa trở lại. Tôi nhớ có một sư truyền giáo Reinhard Bonnke, ông kể một câu chuyện mà tôi nhớ hoài, và nhiều khi tôi lái xe mà tôi cũng mỉm cười khi nhớ đến câu trả lời của ông. Có một bà đến, một sư ơi, ông phải đuổi quỷ ra khỏi tôi. Ông sư hỏi sao bà biết? Nó ngồi trên đầu của tôi ngay cái chỗ này nè. Ông hiểu hỏi đâu? Khỏi cần đuổi. Cái đầu của bà như cái bếp lửa, cái bếp lửa mà nó đang cháy nóng, không có con ruồi nào nó đậu trên đó được hết á. Chỉ có cái bếp lạnh ruồi nó mới bu cái chỗ đó. Quỷ nó có thể tự do làm việc trong đời sống của chúng ta khi chúng ta mất lửa. Tội lỗi nó sẽ bu vào trong đầu của chúng ta, nó sẽ làm tổ trên cuộc đời của chúng ta khi chúng ta không có lửa của Chúa. Nghịch cảnh không thể đánh hại chúng ta khi chúng ta có sự hiện diện của Chúa ở cùng. Đời sống của chúng ta có thể mất lửa bởi mất quân bình. Điều này rất là dễ xảy ra. Vì cái lý do nào đó công việc làm mới. Nhưng mục sư Diêm Thành Lâm có kể câu chuyện. Ông chơi chữ hôm đó, Hugh Rose và mọi người nói tiếng Anh quýu hết không biết làm sao. Ông nói cái người làm neo mà phát âm theo cái kiểu đó neo đó, thì Hugh Rose tưởng đó là cái neo. Và tại vì người Việt Nam của mình nói tiếng Anh giỏi quá, bỏ hết mấy cái âm cuối, là nó móng tay là neo, nó có chữ S mà sao mà cái neo làm neo, làm nghề neo. Cầu nguyện với Chúa. Chúa nghe ban phước. Rồi xong thời gian sau chạy lại kêu mục sư cầu nguyện lại. Mục sư ơi, Chúa ban phước nhiều quá, bây giờ con không có giờ để đi nhà thờ. Nên ra ông mục sư nói rằng bây giờ mỗi lần họ đến họ xin cầu nguyện, tôi không biết là cầu nguyện như thế nào nữa. Cầu nguyện Chúa ban phước thì nó mất. Được phước quá, công việc đắt khách quá, không thấy mặt ở trong nhà thờ. Chẳng lẽ cầu nguyện Chúa cho nó ế để nó đi nhà thờ. Thật ra là phải học quân bình ở trong đời sống của mình. Xếp đặt lại đời sống của mình cách quân bình thì mình sẽ giữ được lửa một cách lâu dài. Và cuối cùng là cái sự quen thuộc. Thì chúng ta quen riết chúng ta lờn. Anh chị em, đây là điều mà có một số đông con cái của Chúa họ cứ giống như năn nỉ tôi đó. Mục sư ơi, xin mục sư về và báo cho anh em trong hội thánh VBC rằng họ là những người được phước nhất ở trên thế giới này. Tại vì chúng tôi ở ngoài này là ăn ké mà còn được phước như thế này. Mà họ ngồi tại nhà thờ nghe mục sư giảng trực tiếp mà họ không nhận được gì hết, họ không được phước của Chúa là điều nguy hiểm. Đã bị lờn. Phải anh chị em? Nghe một sư diễn giả nào mới tới, mình mở lòng ra chuẩn bị, nhiều khi còn cầu nguyện Chúa ơi, tôi tớ của Chúa từ xa đến cho con tấm lòng sẵn sàng để con nghe. Còn ngày Chủ nhật đến, mình cũng ông một sư Khánh nữa, lại cũng ông một sư Khánh nữa. Các một sư ở xa đến thì họ cho những bữa ăn đặc biệt, giống như là cho ăn kem á, khoái khẩu, ngọt, ngon quá. Ông sư Khánh lên, ông cho nào ăn rau cải, ông cho ăn cơm. Tại vì anh chị em, nếu tôi nuôi anh chị em bằng ice cream không đó, anh chị em sẽ nổ tung mà chết. Phải không?
ngày nào cũng ăn, Chủ nhật nào cũng ăn kem không á, thì đường nó sẽ lên và chỉ số đường nó sẽ lên mút cán luôn. Phải không? Nên mình phải ăn rau. Mình phải được nuôi dưỡng bằng lời của Chúa ngày này sang ngày khác, để mình có thể trưởng thành lên trong Chúa. Cảm ơn Chúa. Khi tôi đi xa cũng vậy anh chị em, người ta rất thích. Tôi đi qua bên Úc Châu, anh em làm một cái hành động mà tôi rất là ngạc nhiên. Có ông chấp sự, ông lấy cái rổ. Ông nói nè, mấy anh em, điện thoại cái gì bỏ vô rổ đi hết, để chúng ta dành thời giờ yên lặng nghe mục sư khánh giảng, không cần nghe trả lời điện thoại. Rồi nói với tôi, mục sư cứ giảng. Chúng tôi khao khát lắm. Có những chỗ khác thì các anh chị em nói rằng, tụi em là những cái hố bơm nữa mục sư bơm hoài vô cũng không có đủ nữa. Cho nên mục sư cứ giảng. Rất dễ để chúng ta rơi vào trong cái tình trạng là chúng ta quen thuộc và chúng ta thờ ơ đối với những phước hạnh Chúa ngài ban cho. Nên hãy trông chừng và bảo vệ ngọn lửa trong tấm lòng của chúng ta, để chúng ta có thể giữ lửa, nhận biết rằng chúng ta cần phải canh giữ một cách hết lòng, và nhận biết được rằng đó chính là điểm tấn công của kẻ thù. Nó muốn cho chúng ta mất lửa, vì cái người mà yếu đuối nguội lạnh không thể nào là một cái nối đe dọa cho nó được, mà chỉ là những người bốc cháy cho Chúa. Cho nên chúng ta cẩn thận. Vì làm sao để chúng ta có thể mồi lửa? Chúng ta đi nhanh. Chúng ta cầu xin Chúa ban lòng hăng say nhiệt thành, và cầu xin Chúa lại ban lửa của Ngài cho chúng ta. Xin đi rồi Chúa Ngài ban cho, vì Ngài rất muốn chúng ta bốc cháy cho Ngài. Tại chúng ta làm tự mình làm mất lửa, chứ còn Chúa Ngài rất muốn. Về ý định của Đức Chúa Trời là Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm được lửa của Chúa dầm thấm cháy luôn luôn trong đời sống của chúng ta. Cho nên Ma-thi-ơ chương 3 câu 11, về phần ta lấy nước mà làm bắp tem cho các ngươi ăn năn. Xong đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng xách giày của Ngài. Ngài là đấng sẽ làm phép bắp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Bắp tem là cái từ mà chúng tôi đã nói nhiều và tôi nói nhanh tại đây. Khi người ta dịch tiếng lời của Chúa từ tiếng Latin sang tiếng Anh đó, lúc bây giờ những người dịch giả thuộc về Anh Giáo Hội. Anh Giáo Hội người ta rảy nước, chứ người ta không nhận chìm một người khi người ta nhận lên phép bắp tem nước. Cho nên khi họ đụng đến cái chữ bắp tem, bây giờ mình dịch là nhận cả người trong nước, thì nó mâu thuẫn với lại sinh hoạt của giáo hội trong lúc bây giờ. Cho nên người ta để chừa lại cái chữ đó, chữ bắp tem. Bắp tem có nghĩa ở trong tiếng Anh, ý nghĩa là immersion, tức là nhận cho nó nhúng vào, cho nên nó ngập hết, nó ướt sũng hết. Immerse. Chúng ta mua những cái vật dụng như là cái bình nấu nước, khi đó người ta căn dặn chúng ta đừng immerse nó khi chúng ta rửa nó. Chúng ta lấy một cái bình nấu nước bằng điện mà chúng ta nhận vô trong cái chỗ chúng ta rửa chén thì nó sẽ hư, bởi vì nó mát điện ở trong đó. Nghĩa là đứng đến làm bắp tem cho chúng ta bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Nước Thánh Linh chúng ta được nhận chìm trong Ngài. Lửa của Thánh Linh khiến cho chúng ta cháy luôn, khiến chúng ta luôn luôn là một cái bếp nóng. Amen anh chị em. Để ruồi nó không có bầu đầu nữa. Amen. Luca chương 3 câu 16 cũng nên răng các tiếng nói của mọi người rằng phần của ta là bắp tem cho các ngươi bằng nước. Xong cũng đấng quyền phép hơn ta sẽ đến, ta không đáng để mở dây dài của Ngài. Chính Ngài sẽ làm bắp tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Chúa rất muốn đổ lửa của Ngài xuống ở trên cuộc đời của chúng ta. Em xin đi rồi Chúa Ngài sẽ làm cho lửa là cháy. Cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy cách mà Chúa Ngài mồi lửa lại trong cuộc đời của Môi-se, chúng ta thấy ngoạn mục không? Chúa dùng cách nào khác. Ông mất lửa. Chúa Ngài khiến cho một bụi gai cháy mà không tàn. Môi-se ông đang đi như vậy thình lình, mắt ông nhìn thấy bụi gai mà cháy ở trong sa mạc là chuyện rất là thường. Nhưng mà cái bụi gai này cháy mà không tan. Vì tò mò ông xích lại để ông coi. Và lửa của Chúa bắt đầu đốt lại trong đời sống của ông. Đúng, ông phân bua với Chúa. Ông trốn tránh cái sự kêu gọi của Chúa. Ông không phải là người nói giỏi. Nhưng mà sau này chúng ta thấy rằng ông đã đứng trước Pharaoh. Ông đã đứng trước dân sự của Chúa. Và ông có những bài giảng mà chúng ta thấy ghi lại cho chúng ta trong phục truyền lời ký đó. Tuyệt vời như vậy đó. Bởi vì lửa lại cháy ở trong tấm lòng, trái tim và cuộc đời của Môi-se. Amen anh chị em. Xin Chúa nghe cho chúng ta sự kinh nghiệm. Thứ hai, chúng ta có thể làm những điều đã mang chúng ta, để mang chúng ta trở lại với tình yêu ban đầu. Một trong điều mà Chúa trách hội thánh của Chúa ở trong Khải Huyền chương 2,
Đó là bởi vì họ đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Trong tiếng Anh thì bỏ tình yêu ban đầu. Nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ của ngươi. Chúng ta trở lại với Chúa để làm mới lại tình yêu ban đầu với Chúa. Có bao nhiêu người tại đây đã từng yêu? Cảm ơn Chúa. Có 2-3 người đưa tay, còn những người kia chưa biết yêu phải không? Lâu quá rồi quên. Nhưng mà lời của Chúa bảo chúng ta cái tình yêu ban đầu. Giây phút đó nó nóng lắm. Phải không? Người Việt Nam chúng ta có cái bài gì đó. Phút đầu gặp em tinh tú quái cuồng. Dễ sợ không? Yeah. Mới nói chuyện đó đó. Xoay lưng đi mới có mấy bước là thấy thiếu. Hãy trở lại nói tiếp. Chúng tôi tình yêu ban đầu của vợ chồng chúng tôi nói xuyên qua cơn bão Alisa luôn. Gọi điện thoại nói chuyện. Bão ở ngoài âm âm gió thổi như vậy đó mà vẫn nói xuyên, nói cho đến sáng luôn. Tình yêu ban đầu đó như vậy đó. Cảm ơn Chúa. Và anh chị em rất dễ để tình yêu ban đầu của chúng ta với Chúa, khi chúng ta mới tin Chúa, chúng ta thấy rằng mình không thể nào ngưng nói chuyện với Chúa được. Cái Chúa tuyệt vời quá. Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài. Ngài ẩm bồng chúng ta. Ngài lượm chúng ta từ đống rác của cuộc đời này. Rửa chúng ta trong huyết của Ngài. Rồi Ngài cho chúng ta một địa vị mới. Và Chúa nói rằng con là viên ngọc ở trong tấm lòng của ta. Ta bằng lòng bán tất cả mọi thứ để mua được con về cho ta. Tình yêu của Chúa lớn như vậy đó. Khi Ngài bày tỏ ra trong các ẩn dụ Ngài nói như vậy. Ngài bày tỏ tình yêu của Ngài với chúng ta lớn như vậy. Cho nên anh chị em còn nhớ như Ngài đó không? Chúa là mẫu đầu câu chuyện của chúng ta. Gặp ai chúng ta cũng nói với Chúa, nói về Chúa. Rồi sau thời gian, chuyện gì cũng nói, trừ ra nói về Chúa. Tôi để ý tôi nghe có nhiều người, mấy ông trong hội thánh của mình, nói chuyện chính trị một cái. Nói nguyên thiên, nói gọi là người này giành đại người khác luôn. Mà nói về Chúa, tôi không biết nói không sao. Đúng. Nếu chúng ta không biết rõ về Chúa, chúng ta sẽ không có cái gì để chúng ta nói về Chúa. Nếu mất lửa tình yêu chúng ta đối với Chúa mà mất lửa rồi đó, thì có gì để nói, vì lâu rồi mình đâu có quen biết với Chúa nữa. Phải không? Lúc mới yêu nhau là mình gặp ai mình cũng khoe đó. Bây giờ bả ở nhà mình còn không nói chuyện được với bả, huống chi nói về bả. Chúa mà chúng ta thân mật, trò chuyện, đồng hành, bước đi với Ngài, lắng nghe tiếng phán của Ngài, những lời dạy dỗ, những tiếng thì thầm của Chúa trong tấm lòng của chúng ta đó, nó sẽ khiến cho chúng ta không thể nào ngưng nói về Ngài được. Cho anh chị em, trên một phương diện chứng đạo không phải là một phương pháp, mà là chúng ta nói tốt và kể về người chúng ta yêu. Người chúng ta yêu nhất ở trong đời của mình là Đức Chúa Giê-xu. Thì chúng ta có nhiều điều để chúng ta nói lắm. Phải không? Có những người mà họ đang yêu thì ngồi mà nói chuyện với họ đó. Khi chúng ta hỏi gì chứ sao, cô nàng sao, họ nói rằng tôi chờ lâu lắm rồi, bây giờ mới có cơ hội, là họ bắt đầu họ đổ ra nói hết những điều mà về người yêu của mình. Lúc mới yêu thì ai cũng biết đó là hai người yêu nhau. Ta thường khuyến khích với mà anh chị em ở trong cái nhìn của người theo phân tâm học đó. Tôi được huấn luyện là để chúng ta có thể giúp đỡ được, chúng ta phải quan sát. Một trong những điều mà tôi quan sát rất là ý nghĩa, thì giúp cho chúng ta thấy cái lẽ thật này. Chúng ta vào trong tiệm ăn, chúng ta nhìn hai người chúng ta biết là mới yêu. Họ kêu hai tô phở ra, phở nó lạnh luôn. Họ nói chuyện với nhau cho đến khi tô phở của họ nó đóng mở trên đó. Tại vì thức ăn không có quan trọng, mà nói chuyện với nhau mới là quan trọng. Phải không? Rồi cái cặp mà đã lập gia đình một thời gian đó, thì họ vừa ăn vừa nói. Còn những người mà đã lập gia đình nhiều năm rồi, từ 25 trở lên đó, họ ngồi ăn suốt buổi không nói với nhau một lời. Ăn xong ổng đi kiếm cái tâm sữa răng, ổng xỉa xong ổng kêu cho cái bill đi. Rồi ổng đứng lên ổng trả tiền xong, bà vẫn còn ngồi ở đó.
Có nhiều khi ông chồng thì là ngồi ráng uống cái ly nước trà của mình, bà vợ bà đứng nghe, sao không đi về còn ngồi đây nữa. Đó là lời duy nhất họ nói với nhau suốt buổi. Đối với Chúa cũng vậy anh chị em. Hãy trở lại, làm lại cái tình yêu ban đầu, cái lòng hăng say của chúng ta với Chúa, lặp lại cái gì đã làm cho lòng của chúng ta thổn thức, làm cho lòng của chúng ta tràn đầy sự phước hạnh mà chúng ta đã từng có với Chúa. Hãy làm lại. Lời của Chúa bảo chúng ta hãy nhớ lại mình đã sa sút từ đầu. Hồi tưởng lại những cái giai đoạn mà lòng hăng say thiêng liêng của chúng ta ở trong cái mức độ cao đó, chúng ta lúc đó cảm xúc của chúng ta như thế nào? Việc mà chúng ta đi về nhà Chúa để thờ phượng Chúa, chúng ta thấy nó là phước hạnh ra sao? Hãy nhớ đến những ngày đó. Rồi cũng nhớ lại lúc mà đời sống của chúng ta bắt đầu sa sút. Nó phải có cái lý do của nó. Đừng ai nói không biết cái tự nhiên mà bây giờ tôi không thấy thích đi nhà thờ. Nó không có tự nhiên đâu. Nó phải có vấn đề. Rồi chúng ta tìm hiểu xem cái gì đã làm cho chúng ta sa sút. Chúng ta giải quyết cái đó, chúng ta trở lại với tình yêu ban đầu của chúng ta với Chúa, làm mới lại những công việc ban đầu. Cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, chứng đạo, thông công với các anh chị em ở trong Chúa một cách chặt chẽ, nó sẽ làm cho chúng ta mạnh mẽ. Thứ ba, nhân lại ơn của Chúa. Ơn của Chúa ở trong đời sống của chúng ta. Timothy thứ nhất chương 4 câu 14-16 nói rằng đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy nhân lại ơn của Chúa. Đừng quên cái ơn mà Chúa Ngài đã ban cho chúng ta. Khi nói đến nhân lại ơn của Chúa, nhân lại lửa trong đời sống của chúng ta, chúng ta thấy rằng nó có chiều hướng nó tàn lụng đó. Chúng ta nhân lại. Sau 1975 chúng tôi về quê ngoại của tôi mới biết cái việc nấu cơm bằng củi. Hồi trước thì ở chợ, ở trên phố thì mình nấu bằng lò xô, bằng bếp ga. Và sau đó thì về mới biết nấu bằng củi. Lúc bây giờ mới biết tại sao có những lời của Chúa, thí dụ như là như một người mà soi mình ở trong gương, soi mặt của mình trong gương, thấy nó dơ mà mình bỏ đi, mới biết rằng rất là dễ để mặt của mình dính lọ khi mình nấu bằng củi. Bếp ga thì ít có bị khói, nó ung. Nhưng mà nấu bếp củi nó có một cái việc là mình nấu cái buổi sáng xong rồi đó, thì nhiều khi cái than còn lại trên lò của mình nó nguội hết rồi, nó chỉ còn có một đốm nhỏ thôi. Nhưng mình có thể nhen lại để nấu cái bữa cơm chiều. Cái cách chẻ mấy cái khúc gỗ ra cho những cái miếng nhỏ nhỏ để nó dễ bắt lửa. Rồi để một cái ống bắt đầu thổi. Mới từ trên chợ về quê ngoài của tôi, thổi mà không biết cách thổi, cho nên không thấy nó sáng lên, không thấy nó cháy, không thấy. Có bà hàng xóm mà thấy cái cậu thanh niên này trên chợ về, thấy thương mà ba nói con à, thổi phải như này, phải liên tục. Thấy lửa bắt đầu nó đỏ lên, cái chút nó phực lên, nó bốc cháy lên trở lại. Anh chị em yêu dấu, những ngày đại hội, buổi nhóm đặc biệt có thể làm cho chúng ta được phấn khích đó. Nhưng mà lửa sẽ tiếp tục cháy trong cuộc đời của chúng ta khi chúng ta nhen nó luôn, để gió của Thánh Linh liên tục thổi trong cuộc đời chúng ta, tự do hành động chúng ta ở trong đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới có thể cháy bùng trong ơn của Chúa được. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa, chúng ta cần liên hiệp với những con người có lòng hăng say để chúng ta được ảnh hưởng lây ở trong ơn của Chúa, trong phước hạnh của Ngài. Bởi vì sự nhóm lại của chúng ta với các anh chị em chúng ta rất là quan trọng. Sứ đồ Phaolô khi ông nói trong lá thư gửi cho thành Ê-phê-sô, tôi mong được đến thăm anh em để có thể chia sớt ân tứ của Chúa cho anh em. Trở lại trong Roma chương thứ 12, các ân tứ mà Chúa cho trong đời sống của mỗi người chúng ta cần phải được đánh thức, cần phải được lòng nhiệt thành khiến cho nó được sử dụng một cách hiệu quả trong ơn của Chúa. Vì sự phục hưng đang đến, Đức Chúa Trời đang chờ đợi chúng ta.
để chúng ta sẽ được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn lao trong ơn của Ngài. Anh chị em, hãy xin lửa của Chúa lại chảy trong cuộc đời của chúng ta. Lòng nhiệt thành lại đến trên chúng ta trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Chúa. Nên ai đã thấy mình nguôi lạnh, hôm nay là ngày chúng ta có thể được đốt cháy trở lại. Hay là người trong chúng ta cảm thấy mình cần được Chúa Ngài nhen lại ơn của Ngài trong cuộc đời của chúng ta. Anh chị em, chúng ta muốn cầu nguyện với anh chị em và cho anh chị em ở trong thời gian này. Xin hãy mạnh mẽ tiến lên và xin Chúa Ngài đốt lại ở trên con ngọn lửa ban đầu, đốt lại trên con lòng nhiệt thành ban đầu, cho con có thể trở lại với tình yêu ban đầu của con với Chúa. Và tôi tin rằng Chúa Ngài sẽ cho chúng ta gặp gỡ Ngài, kinh nghiệm Ngài một cách đặc biệt, vì Chúa rất muốn đốt lửa của Ngài trên cuộc đời của chúng ta, để chúng ta sẽ mang sự hiện diện của Chúa đi khắp mọi nơi, và tất cả các ân tứ ở trong đời sống của chúng ta sẽ được sống lại. Bằng mục đích của cuộc đời của chúng ta có thể thực hiện sống một cuộc sống với mục đích mà Chúa Ngài ban cho, để chúng ta làm nguồn phước cho nhân loại, cho thế giới của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa vì ngày tốt lành mà Chúa dành cho chúng con ngày hôm nay, vì thời điểm mà Chúa cho chúng con sống động ở trên mặt đất này. Cảm ơn Chúa vì chúng con không được sanh ra cho những thập niên trước, cho thế kỷ trước, nhưng Chúa Ngài cho chúng con và sắp xếp để chúng con được sanh ra, để Chúa nắng lên chúng con trong lòng mẹ của chúng con cho thời điểm này. Có thể lắm chúng con là thế hệ cuối cùng để chúng con nghênh đón Chúa Giêsu Christ khi Ngài trở lại. Xin Chúa ban phước và đốt lại trong chúng con lòng nhiệt thành. Và cho hội thánh của Chúa chúng con sẽ gom lửa lại với nhau, và chúng con sẽ làm một bếp nóng ở trên thành phố này, để qua người Việt Nam của chúng con, Chúa có thể bày tỏ quyền năng của Ngài, và Ngài có thể đến trên thành phố này. Chúng con cảm ơn Chúa vì trọng trách, vì đặc ân, vì mục đích mà Chúa Ngài đã định trên đời sống của chúng con. Chúa đừng để ai trong chúng con ra về mà lửa trong cuộc đời của chúng con vẫn còn tắt, bếp chúng con vẫn còn lạnh, viêm than của cuộc đời của chúng con đã đen đuổi rồi, chứ không còn cháy đỏ, cháy hồng. Xin có một sự trở lại, một cơn thức tỉnh tâm linh xảy ra. Trời xin đánh thức tất cả những gì đã ngủ yên ở trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Anh chị em yêu dấu, xin hãy đáp ứng lại quyết định của chúng ta trong ngày hôm nay. Thì kết quả của nó có thể sẽ rất là lớn lao cho gia đình chúng ta, gia tộc của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta, cho thành phố này, cho đất nước này, và cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và sự đáp ứng của chúng ta hôm nay cũng có thể để lại một cái hậu quả rất là kinh khủng, để chúng ta vẫn tiếp tục lạnh lùng, thờ ơ, lãnh đạm đối với kế hoạch và ý định mà Đức Chúa Trời muốn sử dụng người Việt Nam của chúng ta. Cho nên xin Chúa Ngài làm việc để anh chị em sẽ có một quyết định tốt nhất, đúng nhất ở trong ngày hôm nay, ngay trong thời gian này. Ai khao khát muốn được Chúa Ngài đốt lại lửa, chúng tôi sẽ đứng chung bên chị em và xin Chúa Ngài đốt cháy cuộc đời của chúng ta. Để chúng ta mệt mỏi với những ngày sống yếu đuối nguôi lạnh, và chúng ta không muốn sử dụng nó làm lý do thối thác, và chúng ta muốn hôm nay Chúa sẽ đổ lửa của Ngài xuống trên chúng ta. Tôi kêu gọi anh chị em đáp ứng lại trong ơn của Chúa. Ngay trong thời giờ này xin hãy lớn tiếng giữa mình với Chúa, đừng quan tâm đến người đứng kế bên cạnh mình, và cầu nguyện. Cầu xin Chúa Ngài đổ lửa của Ngài trên con, đốt lại lòng nhiệt thành ở trên con, để cái bếp của con không còn có rùi bu kiến đậu nữa, nhưng mà con sẽ bốc cháy cho Chúa.
tội lỗi sẽ không có chỗ để làm việc ở trong cuộc đời của con. Nhưng mà phước hạnh của Ngài sẽ tuôn đổ trên cuộc đời của con và sai phái con để làm nguồn phước cho nhiều người. Anh chị em yêu dấu, hãy mạnh mẽ đáp ứng lại trong ơn của Chúa, trong quyền năng của Ngài. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, tôi thấy có một số những cái chuyển động, chắc có lẽ Chúa Ngài đang thăm viếng trên các em thiếu nhi ở bên hội trường của chúng ta. Nếu có thể tìm được một sư xem có thể vào để hiệp tác với chúng tôi để chúng ta cầu nguyện. Chắc cái nêu xin làm việc. Anh chị em hãy tập trung vào Chúa đi, xin đi. Chính Chúa Ngài sẽ đáp ứng. Ngài sẽ đổ lửa của Ngài xuống. Chúng tôi sẽ đến có thể đặt tay nhẹ trên anh chị em. Nhà tôi cũng sẽ hiệp tác với tôi để làm công việc đó. Các bạn để ý, những người đỡ người để ý đến chỗ mà mục sư Khánh đặt tay. Thì Chúa cũng làm việc một cách mạnh mẽ. Cho nên đừng chỉ tập trung mà đi theo tôi mà thôi. Hội Thánh và các bạn hữu của chúng tôi xin Chúa ban phước trên quý vị. Ra về trong sự bình an từ nơi Chúa như ban cho. Và Chúa Nhật tới, nếu có thể sắp xếp thì giờ được, xin trở lại nhóm lại với chúng tôi vào lúc 10 giờ. Lễ tiếng Anh và lễ tiếng Việt sẽ bắt đầu nhóm chung lại với nhau. Ít nhất là từ đây cho đến cuối năm. Và chúng ta tiếp tục đeo đuổi những gì Chúa Ngài toàn định làm. Mình xin Chúa Ngài ban phước và sẽ gặp lại quý vị trong Chủ nhật tuần tới. Cũng mời những bạn bè của mình đến để chúng ta sẽ giới thiệu về Chúa, đấng mà tất cả mọi người trong chúng ta đáng lý phải biết tạ ơn Ngài mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Vì chúng ta ăn cơm trời, uống nước trời, chết đi chầu trời, lúc lâm nguy chúng ta kêu trời. Và khi chúng ta nhận được thì chúng ta lại quên cảm ơn Ngài. Thì đó là điều đáng tiếc, và chúng ta sẽ chia sẻ thế nào để mọi người chúng ta có thể sử dụng ngày lễ này để bắt đầu những điều mới trong cuộc đời của chúng ta trong ơn của Chúa. Nên Chúa ban phước trên Hội Thánh. Phần còn lại chúng tôi sẽ phục vụ tất cả các con cái của Chúa tại đây. Anh chị em đừng lo ra, tập trung vào. Xin Chúa Ngài sẽ đục trái cuộc đời của chúng ta trong ơn của Chúa. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.